xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Topka VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Mitsubishi Actra, chiếc xe sedan trong phân khúc cỡ B giá rẻ của bên nhà Mitsubishi mà trong cái video ngày hôm nay, ngày mùng 2 tháng 12 năm 2022, khi mà Topka VN cũng vừa cập nhật được những cái chính sách giá bán trong dịp đầu tháng mới, tháng cuối năm này của cái dòng xe Actra, những cái chương trình khuyến mại về quà tặng phụ kiện và mức giá lăn bánh của từng phiên bản Actra đến với những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đã đang quan tâm, đang theo dõi và có kế hoạch lấy về chiếc xe này. Về cơ bản, tháng cuối năm này Actra cũng được tăng cường thêm, giảm giá thêm về tiền mặt dành cho cả 3 phiên bản luôn quý chị các bạn ạ. Đây là một chiếc xe hiện tại thì đang được nhập khẩu tại thị trường Thái Lan của bên Mitsubishi. Chiếc xe này thì tuy là phân khúc sedan cỡ B cùng với Vios, Accent hay là Honda City, nhưng mà cái tầm tiền của nó thì là giá rẻ, cũng chỉ nhỉnh hơn những dòng xe ở phân khúc cỡ A, ví dụ như là Hyundai Grand 10 hay là chiếc xe Kia Morning một chút thôi quý chị các bạn ạ. Với 3 phiên bản hiện tại đang được phân phối, phiên bản Actra số sàn, Actra AT bản thường và Actra AT Premium, mình xin phép là cập nhật lần lượt từng phiên bản để các bạn có thể nắm được. Qua đây các bạn có thể cân đối cái mức tài chính và đưa được ra cái phương án lấy xe trong cái dịp thời điểm tháng cuối năm, cái tháng mua xe đi Tết này. Đầu tiên là Mitsubishi Actra phiên bản số sàn với mức giá limit của nó là 380 triệu đồng trong dịp đầu tháng mới này. Đại lý đâu đó hạ giá, giảm giá được 15 triệu với số sàn này. Như vậy là giá xe chỉ còn là 365 triệu. Mình nhớ tháng 11 nếu các bạn theo dõi thì bản này bán là 371 triệu, nhưng mà tháng 12 này sẽ là 365 triệu. Ngoài ra sẽ còn những cái chương trình về quà tặng phụ kiện, tặng dán kính, trải sàn và cam hành trình và cam lùi luôn cho các bạn nhé. Dán kính này, trải sàn, cam hành trình cộng với cả cam lùi cùng với cả 15 triệu đồng tiền mặt. Vậy thì cái phiên bản số sàn này mình có tính lăn bánh ở tỉnh là 407 triệu, ở Hà Nội sẽ là 435 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 427 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 407, ở Hà Nội là 435 và thành phố Hồ Chí Minh là 427 triệu. Trả góp cái phiên bản số sàn này thì ở tỉnh các bạn sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu 114 triệu, Hà Nội tối thiểu là 142 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 134 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 114, Hà Nội là 142 và thành phố Hồ Chí Minh là 134 triệu đồng với số sàn của Actra của anh chị các bạn nhé. Tiếp theo sang cái phiên bản thứ hai, đó là phiên bản số tự động Mitsubishi Actra AT số tự động phiên bản thường với mức giá limit của nó là 465 triệu đồng, 465 triệu. Tại thời điểm này phiên bản này đâu đó sẽ bán với mức giá là 433 triệu, như vậy là đâu đó được giảm là 32 triệu dành cho quý vị các bạn. Thời điểm trước thì đâu đó chỉ giảm là 20 triệu thôi, thời điểm tháng này thì tăng cường từ 10 đến 12 triệu đồng nữa. Ngoài ra quý vị các bạn sẽ có những cái chương trình về quà tặng phụ kiện, dán kính, trải sàn, cam hành trình các bạn nhé. Dán kính, trải sàn, cam hành trình và cam hành trình. Vậy thì Actra phiên bản số tự động bản thường này lăn bánh ở tỉnh 483 triệu, ở Hà Nội là 512 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 503 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 483, Hà Nội là 512 và thành phố Hồ Chí Minh là 503 triệu. Nếu như mua trả góp Actra AT phiên bản thường này ở tỉnh, các bạn sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu 137 triệu, Hà Nội tối thiểu là 166 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 157 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 137, Hà Nội là 166 và thành phố Hồ Chí Minh là 157 với số tự động phiên bản thường của Mitsubishi Actra. Sang cái phiên bản thứ ba mình cập nhật, đó là Mitsubishi Actra AT phiên bản Premium, phiên bản cao cấp nhất, bản số động cao cấp nhất của cái dòng xe Actra này. Bản này trong cái dịp tháng cuối năm này cũng tăng cường khuyến mại, giảm giá thêm thêm 15 triệu so với thời điểm trước. 490 triệu là mức giá limit và tại thời điểm này đại lý đâu đó giảm cho quý vị các bạn khoảng tầm 35 triệu. Và ngoài ra chúng ta vẫn có chương trình về quà tặng phụ kiện, dán kính, trải sàn, cam hành trình các bạn nhé. Những cái phụ kiện cực kỳ cơ bản mà bất cứ một chiếc xe nào khi mà lăn bánh xuống đường hầu như là cũng đều mua sắm cái này cả. 35 triệu dành cho quý bạn cùng với cả phụ kiện, như vậy là so với thời điểm trước chỉ giảm 20 triệu thôi, thì tháng cuối năm này nâng lên 35 triệu. Giá xe chỉ còn là 456 triệu thôi. Và lăn bánh ở tỉnh của nó là 508 triệu,
ở Hà Nội là 538 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 528 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 508, Hà Nội là 538 và thành phố Hồ Chí Minh là 528 triệu. Trả góp Astra AT Premium này ở tỉnh các bạn sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 144 triệu, Hà Nội là 174 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 164 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 144, Hà Nội là 174 và thành phố Hồ Chí Minh là 164 với Astra AT Premium. Đây là mức cập nhật giá mới nhất ngày hôm nay mình cập nhật được về cái dòng xe Astra này. Bên hãng, bên đại lý cũng vừa có những cái chính sách giá cho những cái dòng xe của bên Mitsubishi trong dịp đầu tháng mới, tháng cuối năm này. Vậy thì nếu anh chị chúng ta có nhu cầu xem xe trực tiếp lái thử với cái dòng xe Astra này thì hãy liên hệ trực tiếp theo cái số line ngay bên dưới góc trái màn hình này. Ở miền Bắc thì anh chị hãy gọi hotline ở miền Bắc, miền Nam thì hãy gọi hotline ở miền Nam. Cái mức giá này tại thời điểm này vẫn có thể linh động được thêm quý chị các bạn nhé. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau của Topcar VN. Xin chào ạ.